Em xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Đồ Cổ của Dung Hoàng và chúc tất cả các anh em có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình của mình. Em sẽ trong video này thì em có gửi đến tất cả các anh em 7 chiếc đồng hồ vintage xưa rất là đẹp anh em nhé. Mỗi chiếc có một cái thiết kế, mỗi chiếc có một cái dáng lên tay rất là cổ điển và thanh lịch. Và tất cả những sản phẩm bên em bán ra thì đều cam kết hàng nguyên zin chính hãng và có một cái thẻ bảo hành như thế này anh em ạ. Và hơn thế nữa, khi anh em mua đồng hồ thì được bên shop em tặng tất cả các anh em một chiếc bốc bằng vải rất là đẹp anh em nhé. Và để không làm mất thời gian của tất cả các anh em thì sau đây em sẽ vào mô tả chi tiết những nét đẹp và giá để tất cả các anh em cùng tham khảo và cùng lựa chọn anh em ạ. Và bản đồng hồ đầu tiên đó chính là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ anh em nhé, với một cái dáng thiết kế dáng vuông rất là vintage, và thương hiệu ở đây đó chính là thương hiệu Predio. Anh em cùng chiêm ngưỡng chiếc đồng hồ này. Chiếc đồng hồ này thì được chạy với bộ máy cứ con lên dây anh em nhé. Và anh em nhìn thấy không, bộ ba kim của nó còn rất là mới. Và chiếc đồng hồ này thì có một cái đai hồ nền mặt này, nền mặt là vàng mỡ gà sớ lụa, nhìn rất là đẹp, độ mỏng hoàn hảo anh em nhé. Và bản đồng hồ này thì đáy được làm từ thép không gỉ, độ mới còn rất là cao, chính hãng Thụy Sĩ. Và cái sợi dây được em kết hợp nó cái sợi dây lắc kê vàng cùng tông màu với cái đai hồ nền mặt. Chiếc đồng hồ này thì có một cái size mặt là size 31, dáng vuông, dáng tròn nó khoảng 34.5 anh em ạ. Em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Đó, bản đồng hồ này rất là đẹp anh em nhá, nhã nhặn và nhìn nó sang lắm anh em ạ. Và bản đồng hồ Predio mã số 1 này thì bên em đang giao lưu là 8.500.000 đồng anh em nhá. Độ mới về tầm 98-99%. Đó, đồng hồ cổ mà đến bây giờ 60 tuổi mà nó còn đẹp như này thì giữ gìn rất là tốt anh em nhé. Và chiếc đồng hồ thứ hai trong video ngày hôm nay đến từ một cái thương hiệu cũng rất là nổi tiếng của Thụy Sĩ, thương hiệu Romer anh em ạ. Chiếc đồng hồ này là một trong những cái chiếc đồng hồ siêu tầm bên shop em, độ mỏng hoàn hảo, độ mới về tầm 98-99% anh em ạ, riêng nguyên bản anh em nhé. Anh em nhìn từng góc cạnh nước vàng rất là đẹp. Đó, anh em cùng chiêm ngưỡng cái đáy của nó này. Đó, cực kỳ là sang trọng. Và bản đồng hồ này thì nguyên bản một chiếc dây tay về cùng với đồng hồ này, cái sợi dây tay mỏng dính anh em ạ. Họ chơi đồng hồ cổ là phải kiếm được những cái sợi dây mà nó đẹp như này, có chuyện vàng này, thông số vàng anh em ạ. Đó, và chiếc đồng hồ này thì được em kết hợp với một sợi dây này, cái sợi dây tay rồi chạy với bộ máy cơ con lên dây. Và cái chiếc đồng hồ này thì có một cái đai hồ nền mặt rất là sâu, cái đai hồ nền mặt sớ lụa này nhìn rất là đẹp anh em nhé. Các hộp số được sơn la mã. Và bản đồng hồ này thì anh em nào mà yêu thích những cái nét cổ điển thanh lịch mà đơn giản ấy thì chiếc đồng hồ này làm sự lựa chọn hoàn hảo. Size mặt là size 34 anh em nhé, mỏng nó chỉ có 7mm thôi. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Nó rất là thanh lịch anh em nhé, mỏng dính, Romer. Và bản Romer này thì bên em đang giao lưu là 8.200.000 đồng anh em nhé. Và chiếc đồng hồ thứ ba trong video ngày hôm nay đến từ một cái thương hiệu Avia, chính hãng Thụy Sĩ anh em nhé. Và chiếc đồng hồ này zin nguyên bản 100%, zin nguyên bản 100%. Nó chạy với bộ máy cơ cót lên dây, được sản xuất vào những năm 1960. Nước vàng đang lên bã trầu rất là đẹp anh em ạ. Độ mỏng hoàn hảo. Họ có mã số của cái thương hiệu này. Họ dây nguyên zin này, có cái logo Avia. Đó. Kiếm được những chiếc đồng hồ mà con nét zin nguyên bản như này rất là khó trên thị trường Việt Nam mình anh em nhé. Size mặt là size 31mm, mỏng nó khoảng 9mm anh em ạ. Em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Họ zin nguyên bản 100%. Thanh lịch lắm anh em ạ. Và bản đồng hồ Avia này thì bên shop em đang giao lưu là 4.800.000 đồng anh em nhé. Chiếc đồng hồ mã số 4 trong video ngày hôm nay đến từ một cái thương hiệu Engin, và thương hiệu này cũng rất là nổi tiếng với cái dáng thiết kế này thì đây là một cái dáng mà nổi bật nhất của cái thương hiệu Engin này, dáng vuông tròn anh em ạ. Và bản đồng hồ này thì chạy với bộ máy tự động có hỗ trợ có tay anh em nhé. Các cọc số này anh em nhìn này rất là đẹp, các cọc số nổi nó rất là vuông phức và nhìn cái bản đồng hồ nó đẹp tinh tế anh em ạ. Đấy, cái đeo này mặt trắng này, bộ ba kim này,
60 tuổi rồi mà nó còn đẹp, chưa động chạm bất cứ cái gì anh em nhé. Nước vàng còn rất là đẹp. Đấy được làm từ thép không gì. Và cái sợi dây tây anh em nhé, anh em nhìn thấy nó cũng khác biệt không? Nên tay rất là xa. Size mặt của bản đồng hồ này là size 31.5mm, nó dáng tròn nó khoảng 34.5 anh em ạ. Em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Nó bản vintage rất là cổ điển, lên tay rất là sang trọng anh em ạ. Enkin. Mã số 4 bên em đang giao lưu là 6.200.000 đồng anh em nhé. Và chiếc đồng hồ tiếp theo trong video ngày hôm nay đến từ một cái thương hiệu Veranza. Veranza rất là nổi tiếng và chạy với bộ máy cơ con lên dây anh em nhé. Dáng đề chiếc đồng hồ dáng tròn và thiết kế của nó thì nó rất là thanh lịch. Cái đeo nền mặt vàng mỡ gà nguyên zin, các cọc số nổi này anh em nhìn đẹp không anh em? Đấy được làm từ thép không gì, độ mới hoàn hảo anh em ạ. Dây là một cái sợi dây da bò màu nâu, em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Nhìn nó vừa vặn, thanh lịch và rất là sang trọng anh em nhé. Size mặt của bản đồng hồ này là size 34mm anh em ạ. 34mm. Và mã số 5 bên em đang giao lưu chỉ có 4.500.000 đồng thôi. Anh em nào mà yêu thích chiếc đồng hồ này thì anh em chốt, bởi vì nó rất là sang anh em ạ. Và bản đồng hồ mã số 6 trong video ngày hôm nay đến từ một cái thương hiệu đồng hồ thời trang nổi tiếng của thế giới, Regency anh em nhé. Và chạy với bộ máy cơ con lên dây. Anh em nhìn chiếc đồng hồ này thì có một cái thiết kế dáng tròn cổ điển vintage, độ mỏng hoàn hảo. Đấy được làm từ thép không gì, nguyên con. Lớp vỏ bọc vàng dày đẹp. Size mặt là size 34mm anh em ạ, mỏng chiều 9mm thôi. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Cái đeo này mặt trắng này rất là đẹp. Đi Genji, lên tay này, vừa vặn ôm tay. Và mã số 6 bên em đang giao lưu là 4.500.000 đồng anh em nhé. Và chiếc đồng hồ cuối cùng, mã số 7 trong video ngày hôm nay đến từ cái thương hiệu Budok. Và dáng thiết kế digital rất là thanh mảnh và tinh tế anh em ạ. Khung vỏ thì được làm từ thép không gì. Thép tây thì anh em biết rồi, nó rất là bền bỉ với thời gian anh em nhé. Chạy với bộ máy cơ cót lên dây. Anh em nhìn bản đồng hồ này như một chiếc đồng hồ pin, nhưng mà nó là một chiếc đồng hồ cơ cót lên dây xưa, rất là thanh mảnh đẹp anh em ạ. Dây là một cái sợi dây da bò màu xanh cổ vịt rất là đẹp. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem anh em nhé. Budok. Nó và bản đồng hồ này thì rất là hiếm tại trường Việt Nam mình, không có mẫu thứ hai đâu anh em ạ. Và bản đồng hồ Budok này mã số 7 bên em đang giao lưu là 6.800.000 đồng anh em nhé. Anh em nào quan tâm bản đồng hồ này thì anh em hãy nhanh tay chốt được những chiếc đồng hồ giá trị sang trọng này anh em ạ. Và vừa rồi thì em có gửi đến tất cả các anh em 7 chiếc đồng hồ vintage xưa, mỗi chiếc có một cái nét đẹp riêng. Và anh em nào mà quan tâm những bản đồng hồ này thì anh em hãy nhanh tay gọi điện và kết bạn số điện thoại Zalo anh em nhé, để nhanh nhất chốt được những chiếc đồng hồ này. Và em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em đã xem và theo dõi video này.